Chúng ta cùng nhau tiếp tục với ví dụ thứ ba. Đây là một trường hợp mà nó có sự biến đổi đi rồi, không còn là cho CO2 vào dung dịch kiềm thuần túy nữa mà là cho CO2 vào dung dịch có chứa NaOH, thằng này vẫn là kiềm. Dạ, và gì nữa? Na2CO3. Dạ, sau đó thì người ta lấy cái dung dịch thu được theo tác dụng với BaCl2 dư thì được A gam kết tủa, hỏi giá trị của A là bao nhiêu. Đó, các bạn thể đọc kỹ đề bài này, chúng ta có thể ghi chép lại. Và chúng ta là cùng làm với thầy xem là kết quả như thế nào. Thì trong trường này bạn thấy là mol các chất ban đầu biết hết rồi, có thể coi là một bài toán xuôi. Chỉ có điều là nó không còn là bài toán của CO2 với kiềm nữa, cho nên là bạn sẽ không dùng được cái công thức mà chúng ta vẫn nói với nhau từ nãy giờ. Đó. Không dùng công thức được nữa nhé. Nhưng mà ở đây nó cho số mol của tất cả các chất ban đầu rồi. Và một điểm rất quan trọng là tất cả đều là số mol. Những bạn nào bạn theo theo học online với thầy từ lớp 11, 11, 12, kể cả các khóa pen hoặc các khóa học trước đó, thì chúng ta sẽ đều biết được một cái nguyên tắc giải toán rất quan trọng là khi đề bài cho các số liệu đều là số mol như này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng đến gì ạ? Đến bảo toàn nguyên tố để giải toán. Ở trong trường này thì CO2 tác dụng với NaOH có thể ra được muối trung hòa, thể ra được muối axit. Nó cũng có thể tác dụng với Na2CO3 này để ta được muối axit. Nhưng tuyệt đại đa số các bài tập của chúng ta thì sản phẩm thu được trong cái bài toán mà cho CO2 tác dụng với carbonat trung hòa và kiềm này thì sản phẩm thu được sẽ là hỗn hợp muối Na2CO3 và NaHCO3. Ta để là x mol và y mol. Ta đặt ẩn. Với hai ẩn x y thì ta cần hai phương trình đúng không ạ? Hai phương trình đó là gì? Như thầy nói rồi là các số liệu đều số mol thì ta sẽ bảo toàn nguyên tố. Đây có hai nguyên tố được bảo toàn là natri và carbon. Natri thì bạn thấy là bên trái chúng ta có 0,15 này, cộng với 2 lần 0,1 này. Thì sẽ bằng bên phải là 2x cộng với y. Thế còn đối với carbon thì bên trái chúng ta có 0,1 cộng 0,2. Sẽ bằng bên phải là x cộng với y. Đó, dễ thấy. X bằng và y bằng. Mình chỉ cần lấy trên trừ dưới thôi, đúng không? Ra được x rồi, x là 0,05. Còn y là 0,25. Đó, như vậy thằng này là 0,05 này. Thằng này là 0,25 này. Bây giờ ta làm gì với nó? Người ta thêm BaCl2 dư vào. Thì cũng giống như bài trước thôi. Khi thêm BaCl2 dư thì sẽ chỉ có cái muối carbonat chứa CO3 hay trừ là tạo ra được kết tủa thôi. Nó được 0,05 mol BaCl3 kết tủa. Và nhân với 197 là M lớn thì mình được khối lượng kết tủa sẽ bằng là 9,85 gram. Và như vậy thì đáp án đúng của chúng ta trong trường này sẽ là đáp án B, 9,85.